trên 100 triệu đồng. Đây là chiếc điện thoại Vertu Signature S màu xanh navy chủ đạo, bởi vì kính phím là màu xanh đồng bộ với phần da lưng da cá màu xanh luôn. Điểm khác biệt trên dòng Vertu Signature S navy xanh này khác với những bản thép khác, đó chính là chỗ phím bấm là sapphire luôn. Còn những phiên bản thép khác là cùng chất liệu với phần vỏ phần này của chiếc điện thoại. Và phần gốm thoại chỗ mà chúng ta áp vào nói chuyện là màu bạc. Tổng thể chiếc điện thoại này quá đẹp, quá sang trọng và đẳng cấp thượng lưu. Đây là một phiên bản hiếm của dòng điện thoại Vertu Signature S, full box đầy đủ đồ chơi, có kèm cả bao da đồng bộ luôn. Đặc biệt hơn nữa là quả pin này Kỳ Lan sưu tầm được, pin zin chính hãng và chưa qua sử dụng, chân pin chưa có dấu. Để sử dụng chiếc điện thoại Vertu Signature S chính hãng này, chúng ta đầu tiên sẽ lắp pin vào. Về việc lắp pin này thì chúng ta lắp một lần và xài thôi, không cần phải tháo ra tháo vô để mà gắn sim vào hay sim ra giống như là những dòng điện thoại trước kia. Đầu tiên chúng ta muốn bỏ pin vào thì chúng ta nhìn sau lưng cái điện thoại sẽ có một cái chốt vòng bán nguyệt. Chúng ta sẽ bật cái chốt lên. Sau khi bật chốt lên thì vuông góc thẳng với bề mặt của cái lưng điện thoại. Sau đó chúng ta cầm cái phần chốt đó, chúng ta xoay ngược kim đồng hồ, ngay lập tức cái nắp sẽ hở ra và chúng ta dỡ ra và xoay chốt như thế nào thì giữ nguyên vị trí đó. Sau đó chúng ta cầm quả pin kiểm tra pin và nhét vào vị trí. Trong quả pin sẽ có ba cái chấu tương ứng với ba cái chấu trên thân máy, bên trong sườn máy. Chúng ta sẽ nhét chuối quả pin xuống để cho cái ba cái chấu trong cái sườn máy, trong cái bo mặt đó nhúng vào. Lúc đó chúng ta mới đặt quả pin thằng khúc sau xuống được. Còn không đẩy vào thì nó sẽ bị kẹt lại, bởi vì nó dư ra. Muốn mà không dư, muốn vừa kích thì chúng ta phải đẩy nhét vào quả pin xong, nhét đẩy lên để cho cái lò xo nó nhúng vào thì chúng ta mới đặt được vị trí của phần sau của cái pin xuống. Sau khi đặt pin xong, chúng ta sẽ cầm cái nắp pin như thế này và nhét vào trên cái phần sườn, nó sẽ có một cái lỗ tương ứng với một cái chốt pin này. Chúng ta sẽ nhét hai cái đó âm dương vào nhau. Cuộc sống phải nam phải có nữ, nữ phải có nam, âm dương phải hòa hợp. Vì vậy cái thiết kế trên chiếc điện thoại Vertu này cũng như vậy, phải có trai xinh, phải có gái đẹp là vậy, đúng không? Đi nhà sang thì phải đi với siêu xe đó, điện thoại xịn thì phải đi với sim số đẹp nữa. Thường thường sẽ tương sinh với nhau như vậy. Rồi khi chúng ta nhét phần dưới trước thì chắc chắn nắp trên nó sẽ bị hở như thế này, như chúng ta giữ cố định để cho phần cái âm dương dưới nó không bị bung ra, giữ yên vị trí này. Và lưu ý lúc này là cái chốt bán nguyệt này vẫn được vuông góc với phần lưng, mình không được ập cái chốt vòng bán nguyệt này xuống lại, mà mình phải giữ cho nó vuông góc. Và sau đó chúng ta bóp cái nắp vào, ngay lập tức cái chốt này nó sẽ bung, nó sẽ trả ra và nó sẽ khóa lại. Sau khóa xong, lúc đó chúng ta mới lật ập cái chốt bán nguyệt xuống. Như vậy là xong. Và tiếp theo khởi động thì trên đầu sẽ có cái nút nguồn khởi động. Thì ở trên đầu sẽ có hai phần thanh, một cái mảng dài và một mảng ngắn. Mảng dài là dành cho ổ sim. Để lấy sim ra thì chúng ta đơn giản lắm, cầm điện thoại chúng ta không nhìn vào mặt trước nha, mà nhìn vào mặt sau. Thì bên tay phải sẽ có một cái chốt, cái chốt này chúng ta sẽ đưa tay vào và kéo cái chốt ra, ngay lập tức cái khe sim sẽ trồi lên. Lúc này chúng ta rút cái khe sim ra là xong. Lúc này chúng ta sẽ cầm cái ổ sim và cái ổ sim sẽ có một cái khoảng trống bên trong. Và cái khoảng trống bên trong này vừa khít với cái sim nguyên bộ, khít sim to như thế này. Nếu như mà chúng ta dùng những cái sim nhỏ như thế này á thì bỏ vô không có lọt. Khi mà cái lần giao máy cho quý khách á thì sẽ có một cái lồng sim sẵn như thế này. Quý khách chỉ việc để sim mình vào đúng cái lồng, vẫn cầm tư thế là nhìn vào lưng máy, nằm theo mặt chúng ta, cùng chiều với cái lưng chúng ta đẩy vào thì tự động nó sẽ đóng lại thôi. Và một lưu ý nữa rất là quan trọng, có nhiều quý khách bị rồi, có nghĩa là khi lấy sim ra rồi cái bỏ cái lồng không nè, bỏ vào cái ổ sim này thì trong cái ổ sim nó sẽ bị trống, một khoảng trống như thế này. Mình đưa vào máy rồi khi đó mình móc ra thì cái lỗ trống này nó sẽ bị móc vô cái chân sim trong máy, dẫn đến hư chân sim. Vì vậy khi mà không có sim thì chúng ta không để cái lồng ghép này vào mà để ra ngoài luôn. Rồi sau khi gài sim vào xong, chúng ta sẽ nhấn nút khởi động bên kế bên cái ổ sim đó, nút ngắn, nhấn giữ 3 giây ngay lập tức chiếc điện thoại khởi động. Đó chính là âm thanh nổi tiếng, rất quen thuộc, âm thanh của điện thoại Vertu chính hãng. Vâng, và như vậy là video clip Kỳ Lân giới thiệu chi tiết về chiếc điện thoại Vertu Signature chính hãng Navi đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lân kính chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn đồng hành cùng với Kỳ Lân Luxury để chọn cho mình những sản phẩm sưu tầm theo tiêu chí Luxury của Kỳ Lân, đẳng cấp, sang trọng, thượng lưu, chính hãng. Xin thân ái kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại tại Kỳ Lân Luxury. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.